Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 10, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh người nộp thuế, phổ biến chính sách thuế mới, chính sách hỗ trợ người nộp thuế năm 2023 và đối thoại với người nộp thuế. Sau khi phổ biến các chính sách thuế mới và chính sách hỗ trợ người nộp thuế, hội nghị đã dành thời gian đối thoại với người nộp thuế nhằm làm rõ những vướng mắc đến việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế. Đại diện các tổ chức cá nhân đã đề nghị Cục Thuế tỉnh làm rõ một số hướng dẫn như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập ở khu vực đặc biệt khó khăn mà không có dự án đầu tư, ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư mới, kê khai tính thuế tài nguyên, cưỡng chế thuế, việc tính thuế doanh thu đối với hàng hóa khuyến mại, quản lý hóa đơn phát hành, cải cách công tác quản lý thuế để giảm thời gian kê khai thuế cũng như tính phức tạp của tờ khai, tránh gây khó khăn cho người nộp thuế. Tất cả ý kiến của người nộp thuế đã được cơ quan thuế trả lời thấu đáo, đáp ứng được mong muốn của người nộp thuế. Nhân dịp này, Tổng cục Thuế tặng giấy khen cho 4 tổ chức. Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho 36 cá nhân tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022.